Rồi xin chào các bạn ha. Thì hôm nay mình xin vô cái chậu mà sành nè các bạn. Chậu mang nè. Nhìn cái hoa văn cũng rất là đẹp nè. Thì đây là chậu nhỏ thôi. Khoảng chừng một tấc mấy thôi các bạn, khoảng chừng tấc rưỡi. Thì cây mai mình mini nha các bạn thấy không? Rất là nhỏ nè. Nhưng mà nó được cái là có cái co quái và nó rất là đẹp. Chân của nó thì rất là dài các bạn thấy không? Thì đây là cái mai trong tự nhiên nhỏ nè các bạn. Nó quắc này. Thì hiếm có những cái mai như thế này lắm các bạn. Nó được cái chân dài nữa nè. Thì giờ mình sẽ tiến hành mình vô chậu này để chơi cái cây siêu mini rất là nhỏ luôn. Đó, được cái cây nó có cái rễ và cái co rất là đẹp. Thì ở sau đó các bạn, thì ở phía sau đó mình cũng mới đem về khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây để mà vô cái chậu các bạn. Mới vũ đất xong thì nó toàn là những cây chân dài thôi. Mấy các bạn thấy không? Toàn là những em chân rất là dài và cái bộ rễ thì phải nói rất là đẹp. Thì mới vừa vũ đất với cây mini nhỏ này luôn nha các bạn. Rồi thì bây giờ không để cho các bạn chờ lâu. Thì mình sẽ tiến hành mình vô cái chậu mà như thế này nha. Thì đây là cái chậu có cái lẩu nè các bạn. Tuy nhiên nó cái chiều cao của nó cũng tầm khoảng chừng tấc mấy thôi, tấc 2, tấc 3 thôi. Cho nên mình phải để một cái miếng gạch như thế này là để chặn cái lỗ lại nhằm cái mà tránh cái hiện tượng giống như ta tưới nước đó các bạn. Nó nước nó chảy ra nhanh quá nó làm cho cái bề mặt ở trong chất chồng này nó rất là dễ khô. Đây đây là cái chậu tương đối là nhỏ. Vì thế chúng ta có phải có cái biện pháp để chúng ta mà xử lý lại các bạn ơi. Cây nhỏ. Mình phải chọn cái phân hữu cơ vô các bạn để tăng cái dinh dưỡng cho cây. Đây chọn sơ dừa trong cái thời gian này chắc chắn là nó không có dinh dưỡng nhiều. Tiếp tục giải lên một lớp nữa nè. Thì đối với tưới nước những cây này nè các bạn rất là khó. Chúng ta có thể không cần tưới mà chúng ta chỉ dùng cái dĩa nhỏ nè các bạn, nó hơi chủng chút á, chúng ta đổ nước hoặc là đổ phân chúng ta pha và chúng ta nhúng cái cây này vô thì tự động nó rút lên nó thôi, chứ không cần tưới để các bạn. Tại vì nếu mà tưới cái này thì rất mất thời gian, nhưng mà chúng ta tưới nhiều nhanh quá thì nó làm trôi đất.
tắn lên nè các bạn. Tắn lại nhằm cái giúp cho cái độ ẩm của cái bộ rễ cao, nuôi nó trong cái thời gian đầu. Thì sau khoảng chừng 4-5 tháng thì chúng ta có thể mở ra. Thì khi đó thì cái rễ ở dưới nó đã tiếp ăn xuống cái chất trồng mà nhiều các bạn, thì nó khi đó thì chúng ta sẽ tháo ra thì nó sẽ lộ ra cái bộ rễ đẹp như thế bây giờ. Rồi cứng rồi đó các bạn. Thì đối với một cái cây mai mà như thế này là các bạn, chúng ta có thể ghép liền hoặc là chúng ta để tầm khoảng chừng 2 tuần lễ các bạn, khi mà cái bề mặt nhựa của nó kéo lên á thì chúng ta ghép. Còn đối với những cây mà nếu mà chúng ta ghép mà chúng ta cảm thấy mà nó bị cái da của nó các bạn, cái da là cái phần này nè, nó khi mà nó kéo tế bào lên thì chúng ta rất dễ ghép. Nếu mà chúng ta tách da mà chúng ta khó tách da các bạn, thì do là cái quá trình hồi phục của cây nó không có mạnh nha. Nếu mà chúng ta tách da mà cái vỏ nó trơn láng và nó dễ thì đó là chứng tỏ cái cây chúng ta đang mạnh đó. Thì chúng ta ghép là tỷ lệ thành công và cái bò ghép phát triển rất là cao. Còn mà đối với những cây mai mà chúng ta mở ra mà rất khó hoặc là có hiện tượng nó đang đầu khô vỏ các bạn, thì đó là cái nhựa nó chưa có lên, nó còn yếu đó, thì chúng ta nên lấy giải chúng ta ủ lại để cho cái nhựa của nó các bạn đầu kéo lên từ từ và nó duy trì cái độ ẩm của cây. Thì khi mà cái rễ của nó bắt đầu hồi phục lại thì cái nhựa của nó kéo lên rất là mạnh các bạn. Thì đó là cái giai đoạn để chúng ta xử lý một cái cây mai mà nó đang bị yếu. Thì nếu mà chúng ta trồng thì chắc chắn là sẽ gặp những cái trường hợp như thế. Thì để chia sẻ cho các bạn để biết cái quá trình chúng ta có thể là chăm sóc cây mai chúng ta từng cái thời kỳ để cho nó thích hợp và nó đảm bảo cái sự sống của cây mai được tốt hơn nha các bạn. Cây mai này nó nhỏ, rất là nhỏ, chỉ ngón cái thôi, nhưng mà nó có cái rễ rất là đẹp, rất là quái được cái co như thế này các bạn. Rồi thì mình đã vô cái cây mai xong rồi các bạn. Bây giờ chỉ còn tha keo nữa là tưới cái tích rễ nữa là xong, và quấn giải lại ủ. Thì như thế thì tầm 2 tuần nữa thì cái mai này có thể ghép rồi các bạn. Rồi đây là cái mini, siêu mini rồi. Rồi xin chào các bạn ha, xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.